Nhưng ngày hôm nay thì tất nhiên không phải chỉ có mỗi hôm nay ai đến đang lắng nghe chị đâu, mà chắc chắn rồi, chúng tôi có những người đồng hành đang lặng lẽ quan sát chị từ phía xa. Và có lẽ lúc này chúng tôi sẽ mời những vị khách đồng hành này vào để xem họ có thể đem đến điều gì cho chị Thơm nhé. Và em sẽ giúp chị Thơm đón vị khách này nhé. Một bất ngờ lớn. Chị Thơm thân mến, đây là anh Thanh đến từ công ty cổ phần Thiên An. Và lúc này anh Thanh có thể giới thiệu một chút về mình để cho chị Thơm được biết được không ạ? Vâng, chào chị, em là Thanh, là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần thương mại toàn cầu Thiên An. Em cũng xem rất nhiều video của công ty anh. Vâng. Rất tuyệt vời. Ngày hôm nay thì hôm nay ai đến lại vô tình trở thành người xe duyên cho công ty Thiên An gặp gỡ với cả chị Thơm, và chị Thơm được gặp gỡ với một công ty sản xuất xe lăn điện mà chị đã theo dõi từ lâu. Vâng ạ, em xem trên YouTube rất nhiều. Đúng rồi, bên mình có rất nhiều chương trình, rất nhiều clip làm ở trên YouTube hướng dẫn về sử dụng xe, các loại xe. Và trong những sản phẩm của Thiên An thì chị thích những sản phẩm như thế nào ạ? Em thích xe lăn điện vì nó thực tế với mình, nó thuận tiện nhất với mình. Ngay tại sân khấu này thì anh Thanh sẽ hướng dẫn chị Thơm sử dụng thử chiếc xe lăn điện này được không ạ? Dạ được. Vâng, ngay bây giờ thì em sẽ hỗ trợ chị lên chiếc xe lăn điện này. Anh Thanh sẽ giúp em nhé. Bây giờ anh Thanh sẽ lắp chiếc xe này vào để hướng dẫn cho chị Thơm nhé. Tất cả các phụ kiện nó đều hỗ trợ mình một cách sử dụng một cách thuận lợi nhất. Để tháo lắp rất là dễ dàng. Bây giờ anh sẽ nhấc chân chị lên đây. Chân mình là không còn cảm giác gì nữa. Nó giật. Đây nhá, cái đai để giữ cho chân mình nó không bị tuột ra. Đấy. Thì chị đã tiếp xúc qua với cái xe lăn điện bao giờ chưa? Em chưa. Tức là ngày hôm nay là lần đầu tiên chị Thơm được ngồi trên một chiếc xe lăn điện. Có rất nhiều bỡ ngỡ mà anh Thanh sẽ phải hỗ trợ chị Thơm đấy. Rồi ok, có gì thì em sẽ hỗ trợ chị về cái cách sử dụng. Cài nó vào. Rồi. Nào bây giờ thì anh Thanh có thể hướng dẫn chị Thơm những bước cơ bản để có thể di chuyển được chiếc xe được không ạ? Rồi ok, rất đơn giản thôi. Thì cái này là cái tay điều khiển của xe, nó gần như là cái linh hồn của cái xe này. Vâng. Đấy, khi mà chị muốn sử dụng thì phải bật nguồn lên. Trên này thì mình nhìn thấy nó đều có biểu tượng cho mình hiểu hết. Đấy, bật nguồn này sẽ có điện vào xe. Chị muốn đi nhanh đi chậm thì nó đều có cái nút tốc độ đây chị nhá. Đấy. Cái này thì là một tay điều khiển tròn 360 độ, nó rất là dễ sử dụng. Chị muốn đi tiến thì chị gạt lên trên, lùi thì mình gạt về đằng sau. Sang trái, sang phải, gạt sang hai bên. Đấy, bây giờ chị có thể... Thơm có muốn thử gạt chiếc xe này không ạ? Lúc này là có em với các anh Thanh giữ ở đây rồi. Ok, chị có thể di chuyển được. Thích thật đấy. Phải đi bây giờ là ra ngoài là không cần phải nhờ ai nữa đúng không? Rồi, chị có muốn thử rẽ sang trái hay rẽ sang phải không? Trái là rồi. Wow. Quá thịt luôn. Chị thấy thế nào với trải nghiệm trên chiếc xe lăn điện này? Tuyệt vời. Thực ra thì từ nãy đến giờ mình có đứng ở đằng sau cánh gà, mình cũng có nghe kể qua về câu chuyện của chị rồi. Nói chung mình rất khâm phục cái nghị lực vươn lên trong cuộc sống của chị. Hôm nay mình đại diện cho công ty sẽ trao tặng đến cho chị một món quà gọi là tinh thần hỗ trợ chị trong công việc cuộc sống một cách thuận tiện nhất. Chị có thể tự mình gọi là chăm lo cho cuộc sống của mình trong cái công việc đi lại với lại phục vụ cho công việc của chị. Dạ vâng ạ. Chị Thơm, lúc này chị cảm thấy thế nào về món quà của chúng tôi? Em cảm thấy rất vui, rất xúc động và hạnh phúc. Em xin cảm ơn anh Thanh và công ty Thiên An đã mang đến cho em một món quà rất ý nghĩa và thực tế mà em đang mong ước. Chắc chắn là trong tương lai sắp tới thì chị Thơm sẽ có một phương tiện để hỗ trợ cho cuộc sống của mình, để đi lại có thể thuận tiện hơn và không cần phải nhờ một người khác hay là phiền ai đó cả. Mình sẽ có thể tự đi dạo phố cho khách. Tự đi ship hàng, đi dạo
Và cùng với công ty Thiên An thì chúng tôi hy vọng rằng món quà này sẽ giúp chị Thơm tự chủ hơn trong cuộc sống. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Thơm ngày hôm nay đã đến với Hôm Nay Ai Đến và chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng tôi. Cảm ơn anh Thanh cùng với công ty Thiên An đã tặng cho chúng tôi và chị Thơm một món quà vô cùng bất ngờ. Và xin cảm ơn tất cả các khán giả đã cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Còn bây giờ đã đến lúc mà chúng tôi phải nói lời tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.